yêu ai đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào là một phép thử thực sự của tình yêu vô điều kiện và mặc dù điều này có vẻ đơn giản nhưng đó có lẽ là một trong những thuộc tính khó sở hữu nhất loại tình yêu này đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện đối với bản thân bạn trước tiên để bạn có thể có sức mạnh của trái tim và khối óc để trao điều tương tự cho người khác tình yêu vô điều kiện là yêu một ai đó cho dù cuộc sống có ném vào chúng ta điều gì tình yêu vô điều kiện là tình yêu đích thực đó là quan tâm đến hạnh phúc của người khác mà không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào cho mình đó không phải là tình yêu vô điều kiện khi ai đó thích bạn chỉ vì bạn có thể cho họ những gì họ muốn đó cũng không phải là tình yêu vô điều kiện khi ai đó chỉ yêu bạn trong một số trường hợp nhất định chẳng hạn như khi bạn hạnh phúc khỏe mạnh hoặc giàu có tình yêu vô điều kiện cũng có nghĩa là chấp nhận người khác dù họ là ai những lỗi lầm và điểm yếu của họ tuy nhiên có những điều kiện không nên chịu đựng trong một mối quan hệ yêu đương tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là tôi yêu bạn nếu bạn làm tổn thương tôi tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là bạn nên chấp nhận những hành vi thực sự gây tổn thương và độc hại nếu bạn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương vô điều kiện thì việc cho đi có thể trở nên khó khăn sau đây là những cách bạn có thể thực hành cách yêu thương theo cách này và thực sự thay đổi cuộc sống của bạn điều thứ nhất tình yêu không phải là bạn cảm thấy thế nào mà là bạn hành động như thế nào nếu bạn coi tình yêu là một cảm giác khi bạn nhận được thứ gì đó từ người khác và sau đó bạn không nhận được nữa thì cảm xúc của bạn sẽ thay đổi cùng với hành vi của bạn một ví dụ về điều này là khi bạn cố gắng trở thành một ai đó không phải là bạn hoặc có lẽ bạn phải làm điều gì đó để nhận được tình yêu những điều này khiến tình yêu trở nên có điều kiện tuy nhiên nếu bạn bắt đầu hành động theo một cách nhất định và không đòi hỏi người khác trở thành thứ mà họ không phải, thì tình yêu đó là vô điều kiện. Tình yêu của bạn không dựa trên những gì người khác làm hoặc nói. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiếp tục hành động theo cùng một cách, bất kể người khác cư xử như thế nào. Điều thứ hai, thích ứng tình yêu của bạn với người khác. Tình yêu vô điều kiện là một quyết định có ý thức mà bạn đưa ra hàng ngày và trong mọi tình huống mới xuất hiện không có quy tắc nào được đặt ra cho tất cả mọi người bạn áp dụng nó cho từng người điều thứ ba nếu bạn là người thích làm hài lòng mọi người điều mà nhiều người trong chúng ta có xu hướng như vậy bạn sẽ quan tâm đến việc dành tình yêu cho người khác hơn là cho chính mình tình yêu mà bạn dành cho người khác sẽ không phải là vô điều kiện bởi vì bạn bị chi phối bởi họ bởi những tình cảm của họ dành cho bạn đây không phải là vô điều kiện nếu bạn liên tục làm hài lòng người khác bạn đang thiếu lòng yêu bản thân vì vậy hãy dành cho mình tình yêu vô điều kiện trước và phần còn lại sẽ đến điều thứ tư tình yêu đôi khi có thể không thoải mái để thực sự yêu một ai đó bạn phải có khả năng chấp nhận khó khăn và suôn sẻ và trong trường hợp này cố gắng bảo vệ ai đó khỏi cảm giác khó chịu không phải là dấu hiệu của tình yêu vô điều kiện nỗi đau và sự trưởng thành là một phần của cuộc sống và việc che chở họ khỏi điều này không phải là tình yêu nếu bạn chỉ cố gắng làm cho họ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc mọi lúc bạn sẽ gây hài nhiều hơn là có lợi tình yêu vô điều kiện đòi hỏi bạn phải để họ trải qua nỗi đau để họ tìm ra con đường của riêng mình và phát triển theo tốc độ riêng của họ điều thứ năm học cách tha thứ nếu ai đó đã làm tổn thương bạn hoặc làm bạn thất vọng hãy chọn sự tha thứ bằng cách buông bỏ sự tức giận và oán giận mà bạn dành cho họ cách bạn hành động với một người cụ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì đã xảy ra nhưng nếu bạn chọn hành động yêu thương và không giữ những cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ yêu họ vô điều kiện. Điều thứ sáu. Thể hiện tình yêu thương với những người mà bạn cho rằng không xứng đáng. Thông thường, khi ai đó có thái độ tiêu cực với bạn hoặc về bạn, có khả năng những người này thiếu điều gì đó trong cuộc sống, khiến họ không thể thực sự yêu thương bản thân mình. Nếu bạn nhìn thấy điều này, trước khi bạn phản ứng và đặt mình vào vị trí của họ, điều đó có thể giúp ích cho bạn trong tình huống này vì bạn biết sâu bên trong rằng điều đó liên quan đến họ nhiều hơn là với bạn đây là nơi bạn quyết định trao đi tình yêu vô điều kiện và trao đi thường xuyên hơn làm theo cách này sẽ mang lại lợi ích tốt cho những người độc hại xung quanh bạn nhưng quan trọng nhất là đối với chính bạn điều thứ bảy thực hành tình yêu vô điều kiện bằng hành động đơn giản mỗi ngày cố gắng làm điều sau đây ít nhất một lần một ngày cho đi một thứ gì đó và không mong nhận lại bất cứ thứ gì đó có thể là nhường đường cho một chiếc xe khác khi tắt đường hoặc nói với ai đó rằng bạn yêu họ mà không mong được đáp lại hãy làm điều gì đó mỗi ngày và chắc chắn bạn sẽ nhận được vô số niềm vui khi chỉ trao đi tình yêu thương vô điều kiện các bạn cần phải ghi nhớ khi chúng ta muốn ai đó yêu chúng ta vô điều kiện thì tình yêu vô điều kiện đầu tiên chúng ta cần dành cho chính bản thân mình các bạn hãy quan sát lại cuộc sống của mình bản thân mình đã chăm sóc tử tế yêu thương cơ thể của mình vô điều kiện hay chưa nếu mà chúng ta đang làm điều này thì hãy càng duy trì tích cực quá trình này còn nếu như mà chúng ta chưa quan tâm tử tế với bản thân của chúng ta chưa dành tình yêu vô điều kiện cho bản thân mình thì hãy bắt đầu ngay bây giờ năng lượng thu hút năng lượng khi bạn hiểu được năng lượng tình yêu vô điều kiện là gì và bạn có tình yêu vô điều kiện cho chính bản thân mình bạn sẽ dễ dàng thu hút tình yêu vô điều kiện từ người khác dành cho bạn thông qua chủ đề của video lần này. Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video cuối cùng chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại